Mục tiêu của bạn là gì cũng dễ dàng gây ra sự bối rối và khó hiểu. Để thay đổi câu hỏi này, chúng ta cần lùi lại một bước và nhìn về phía bức tranh lớn hơn. Giả sử chúng ta có 10 mục tiêu và đã hoàn thành chúng, vậy kết quả đáng mong đợi khiến tất cả nỗ lực của bạn có giá trị là gì? Câu trả lời phổ biến nhất và cũng là câu trả lời của tôi 5 năm trước là hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện tại tôi không tin đây là câu trả lời hay nhất. Hạnh phúc có thể mua được, có thể mua với một chai rượu và nó đã trở nên quá mơ hồ vì người ta thường lạm dụng ngôn từ đó. Có một lựa chọn chính xác hơn phản ánh những gì mà tôi tin là mục tiêu đích thực. Hãy cùng tôi tiếp tục nào. Trái ngược với hạnh phúc là gì? Nỗi buồn ư? Câu trả lời là không. Nếu yêu và ghét là hai mặt của cộng đồng, của một đồng xu, thì hạnh phúc và nỗi buồn cũng vậy. Khóc vì hạnh phúc là một ví dụ hoàn hảo cho quan niệm này. Trái ngược với tình yêu là sự thờ ơ và ngược lại với hạnh phúc chính là sự nhàm chán. Sự hứng khởi là từ đồng nghĩa thực tế hơn của hạnh phúc và đó chính là cái bạn nên cố gắng theo đuổi. Nó là loại thuốc chữa bách bệnh. Khi mọi người khuyên bạn theo đuổi niềm đam mê hay hạnh phúc mê hay hạnh phúc của bạn thì tôi tin rằng trên thực tế họ đang ám chỉ tới một điều duy nhất, đó là hứng thú. Như vậy, hãy quay lại với câu hỏi của mình. Câu hỏi bạn nên đặt ra không phải là tôi muốn gì hay mục tiêu của tôi là gì, mà là điều gì làm tôi hứng thú. Bắt đầu quá trình trưởng thành. Thời điểm sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi bắt đầu công việc mới. Một điệp khúc xuất hiện trong bạn. Hãy thực tế đi, đừng cố ra vẻ nữa. Cuộc sống không hề giống như phim ảnh. Nếu bạn 5 tuổi và nói mình muốn trở thành một phi hành gia, bố mẹ bạn sẽ nói bạn có thể trở thành bất kỳ ai bạn muốn. Điều này vô hại cũng giống như bảo một đứa trẻ rằng ông già Noel là có thật. Tuy nhiên, nếu lúc 25 tuổi bạn nói muốn ở một rạp xiếc thì câu trả lời sẽ khác. Hãy thực tế con ạ, con nên trở thành một luật sư, kế toán hay bác sĩ, lập gia đình, sinh con rồi nuôi chúng lên người. Nếu bạn có thể bỏ qua mọi sự nghi ngờ và những lời ngăn cản để bắt đầu công việc kinh doanh riêng của bạn, thì nó chỉ tồn tại dưới hình thức khác mà thôi. Khi thành lập Brand Quicken vào năm 2001, tôi có một mục đích rõ ràng: kiếm 1.000 đô la mỗi ngày dù tôi đang chúi đầu vào máy tính hay cắt móng chân bên bãi biển. Nó phải trở thành cỗ máy kiếm tiền tự động. Nếu bạn xem lại những trang trước về quá trình làm việc của tôi, bạn sẽ thấy rõ điều này chỉ xảy ra khi tôi đã quá mệt mỏi tinh thần, bất chấp khoản thu nhập cần thiết. Tại sao ư? Vì mục tiêu của tôi không đủ rõ ràng. Tôi không xác định được chương trình hành động liên tiếp để thay thế khối lượng công việc ban đầu. Vì vậy, tôi làm việc liên tục mặc dù không có nhu cầu tài chính nữa. Tôi cần phải cảm thấy năng suất và tôi không còn cách nào khác. Đây chính là cách phần lớn mọi người làm việc đến tận lúc chết. Tôi sẽ làm đến khi kiếm đủ X đô la rồi sau đó mới làm những gì mình thích. Nếu bạn không xác định rõ những hành động kế tiếp,
bạn muốn thì con số X sẽ tăng đến vô hạn. Đây chính là lúc cả nhân viên và ông chủ đều phải trở thành người đàn ông to béo trong chiếc BMW màu đỏ. Người đàn ông to béo trong chiếc BMW mui trần màu đỏ có một vài thời điểm trong cuộc đời tôi. Ví dụ như khi tôi bị sa thải khỏi Chusan và trước khi tôi rời Mỹ để tránh việc mang theo một khẩu Uzi vào trong cửa hàng McDonald's. Tôi đã thấy tương lai của mình là một người đàn ông to béo đang trải qua giai đoạn khủng hoảng của tuổi trung niên ngồi trong chiếc BMW. Tôi chỉ đơn giản nhìn vào những người đi trước tôi 15 đến 20 năm trên cùng một con đường, dù một giám đốc bán hàng hay một doanh nhân trong cùng ngành. Và viễn cảnh đó khiến tôi vô cùng sợ hãi. Đó là một nỗi ám ảnh sâu sắc, biểu tượng hoàn hảo cho mọi nỗi sợ hãi, đến nỗi trở thành tác nhân ngăn cản giữa tôi và anh chàng thiết kế lối sống, doanh nhân Douglas Price. Du và tôi đi trên hai con đường song song trong gần 5 năm, đối mặt với những thử thách và sự ngờ vực chính bản thân mình. Vì vậy, chúng tôi luôn để mắt đến nhau. Những giai đoạn đi xuống của chúng tôi dường như luân phiên khiến chúng tôi trở thành một đội tốt. Bất cứ khi nào một trong hai chúng tôi đặt mục tiêu thấp hơn, mất lòng tin hay chấp nhận thực tại, người kia sẽ can thiệp qua điện thoại hoặc email như một nhà bảo trợ. Này anh bạn, anh đang trở thành lão già to béo hói đầu trong chiếc BMW mui trần màu đỏ đấy à? Và hình ảnh đó đáng sợ đến mức ngay lập tức kéo tôi trở lại con đường mình đang đi. Điều tồi tệ nhất không phải là va chạm và bùng cháy, mà đó là việc chấp nhận nhàm chán và coi đó như một thực tế có thể chịu đựng được. Xin nhớ, sự nhàm chán là kẻ thù chứ không phải là một thất bại trừu tượng. Phương thức sửa chữa, hãy trở nên khác thường. Có một phương thức tôi đã từng sử dụng và vẫn đang sử dụng để tiếp lửa cho cuộc sống hay trở lại quỹ đạo khi hình ảnh người đàn ông to béo trong chiếc BMW làm phiền tôi. Bằng cách này hay cách khác, đó cũng chính là phương thức mà phần lớn các Neuric như tôi đã gặp trên thế giới đều sử dụng. Lên kế hoạch cho giấc mơ của mình, Dreaming, nó được đặt tên như vậy vì nó lên kế hoạch hành động cho những gì phần lớn mọi người đều coi là giấc mơ. Nó cũng giống như việc đặt ra mục tiêu nhưng khác ở một vài điểm cơ bản.